Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, một nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Minh Thi, sinh năm 1998, ngụ xã Bình Hòa, huyện Rồng Chôm, tỉnh Bến Tre cùng một số đồng bọn thực hiện. Nhóm này sử dụng các bài viết nhằm gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ nhà hảo tâm để trục lợi bị phát hiện vào năm 2021. Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Minh Thi lập nhóm từ thiện 82 trên Facebook và quản lý quỹ của nhóm. Nhóm này nhằm mục đích kêu gọi bán hàng gây quỹ từ thiện và nhận tiền từ nhà hảo tâm. Đến ngày 7 tháng 8 năm 2021, thành viên tài khoản Trần Khoa của nhóm này đăng tải bài viết trên mạng xã hội về câu chuyện bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ bị nhiễm COVID-19 nguy kịch để nhưng sự sống cho sản phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công. Thông tin này sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều tổ chức cá nhân cảm động trước câu chuyện trên đã ủng hộ tiền, tài sản cho Nguyễn Thị Minh Thi nhóm từ thiện 82, bác sĩ trần khoa và bị nhóm lừa đảo này chiếm đoạt. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời những cá nhân, tổ chức ủng hộ tiền cho Nguyễn Thị Minh Thi, nhóm từ thiện 82, bác sĩ Trần Khoa đến đội 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin.